Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong clip ngày hôm nay. Đó là clip giới thiệu về những cặp loa sử dụng bát 30 được nhập khẩu nguyên khối nguyên chiếc, và chào đón tất cả những bác là những người thích sở hữu cho mình những cặp loa nhập khẩu và mới tinh. Trước mắt quý vị và các bạn, đó là những đôi loa đến từ thương hiệu Soutop, viết tắt là ST, và có model là FX12, một dòng loa được thiết kế đứng, sử dụng bát 30, thép kèn titan, có công suất rất tốt, đó là 350W đến 1400W, đánh ở nội trở 8 ohm. Đây là một dòng loa rất phù hợp cho tất cả các gia đình hát karaoke và nghe nhạc, bởi vì nó có một công suất tương đối lớn. Thứ hai, nó cho một chất âm tương đối hay, tiếng bát đánh lực, đánh sâu, giải chung để kép thì sáng và ngọt. Thì đó là những tiêu chuẩn rất cần thiết cho những đôi loa khi các bác nghe nhạc và hát karaoke. Một thiết kế sang trọng và bắt mắt, cũng như được kết hợp với một cái màu sơn có thể hài hòa, rất phù hợp với mọi không gian phòng khách nhà các bác. Thì đây là dòng loa được nhập khẩu nguyên thùng, nguyên hộp, chính hãng, chính ngạch, và được phân phối độc quyền bởi công ty AV Việt Nam. Thì ngay bây giờ em trân trọng giới thiệu toàn thể đến quý vị các bạn tổng quát và chi tiết về dòng loa này. Thì đây là một dòng loa, nó có thiết kế rất là đẹp anh nhé, rất là đẹp này. Phía trước đó là một e căng sắt, bên trong là được phủ một lớp mút để tránh bụi bên trong loa. Và bên tay trái các bác theo chiều ống kính thì là một cái tem của hãng Soutop đạt tiêu chuẩn 5 sao và có mã quét QR. Ở giữa đó một biểu tượng ST, đó là Soutop, và cái logo này là làm bằng hợp kim, cho nên vậy rất là đẹp và sắc nét. Ê căng được mạ màu lâu, có thể nói là rất là trang nhã và đẹp mắt. Tiếp theo nữa, dòng loa này nó thiết kế một cái thùng rất là lớn, do vậy tiếng bát đánh sâu, sơn sần bóng và thùng gỗ ép, do vậy độ bền cao và sử dụng lâu ngày nó sẽ không hỏng. Là một trong dòng loa có thể hỗ trợ cho các bác treo ở trên đỉnh nóc bằng những cái ốc này, tháo ra và treo ngang, cũng như hỗ trợ giá ba chân, sử dụng hai lỗ thông khí phía sau. Đó, rất là đẹp. Kích thước của loa như sau: kích thước mặt lớn nhất của loa ấy là 38, độ sâu của thùng là 42 và cao là 57. Một kích thước rất lý tưởng cho tất cả những bác mà đánh phòng hát hoặc gia đình, bởi vì đủ âm, đủ lực đánh. Thiết kế thì hài hòa. Về thông số kỹ thuật như sau, thì đây chính là dòng loa ST Pro Audio, model là FX12, giải tần hoạt động rất thấp, 50 Hz đến 20 kg, và công suất nhỏ nhất là 350W đến 1400W, độ nhạy 98 dB và lỗ trở 8 ohm, series và được sản xuất tháng 12 năm 2019, một trong dòng loa có thể là mới nhất, và hỗ trợ hai đường vào bằng jack plastic được các chuyên gia của Mỹ sản xuất, Lessing in USA. Đấy, dòng loa có thể nói thương hiệu luôn nhé. Công ty Soutop là công ty của Mỹ các bác nhé. Đấy, thì đây toàn bộ cái phía trước cũng như thiết kế của dòng loa này và màu sơn. Em nghĩ một trong dòng loa có thể nói rất là đẹp khi mà các để trong phòng khách, nó rất là nhã nhặn và sâu sắc. Tiếp theo nữa, ở cạnh loa thì hỗ trợ cho các bác những cái tay xách loa. Đấy, thì ngay bây giờ em sẽ mở sẵn rồi một quả loa nào để quay cái bát, cái check và phân tần để các bác có thể xem và tham khảo, cũng như là test âm. Thì trước khi giới thiệu sâu hơn thì em xin báo giá luôn để các bác nắm được. Một đôi loa này có giá là 12 triệu đồng mỗi nhé, 12 triệu đồng bao gồm cả phí vận chuyển và tặng jack cho các bác. Một dòng loa có thể nói là rất tuyệt vời khi các bác sở hữu, bởi vì nó là dòng loa chính hãng chính ngạch. Do vậy về cái mảng mà an tâm thì các bác đã an tâm tuyệt đối, không sợ loa nhái hay là loa làm lại chưa, hay loa còn 30%, thì những điều đó sẽ được xóa bỏ ngay từ đầu. Thế đây chính là cái nội thất của dòng loa. Thì cái dòng loa này nó rất là đẹp nhé. Căng thì nó bắt chìm sâu trong thùng loa và được ghim bằng bốn cái ốc ở bốn cạnh này, và ốc nó rất là đẹp, ốc lục giác nhé. Đấy, đây căng cái lắp vào đây và sẽ vặn kẹp cái miếng sắt này vào giữ căng, do vậy rất là đẹp luôn. Tiếp theo về củ bát thì nó dùng một củ bát đấy. Củ bát này là có đường kính là từ 18 họng 76
và xương của nó là đúc hợp kim nhôm nguyên khối, có hình cong rất đẹp, nhìn nhá, từ to và dày. Đây chính là sâu tốp, công suất của bát là 350W, lội chở tam ôm và được sản xuất theo dây chuyền công nghệ của Mỹ, do các chuyên gia Mỹ sản xuất với nhá. Vậy bác an tâm về chất lượng hàng hóa và mọi thứ luôn, từ từ nó là 18 họng 76 khung xương hợp kim nhôm đấy, rất chất và nặng. Và bác có thể nhìn sâu cái củ bát nữa, củ bát nó sử dụng là gân lụa tầm dầu 3 sóng, cho vậy cái độ đàn hồi, độ mềm mại của âm rất tốt. Và đặc biệt cái dòng này tiếng bát đánh rất sâu nhá, đánh rất sâu, nó nhả rất sâu luôn. Màng của nó là màng giấy, nó nhìn nó mới đẹp chưa, cái màng giấy. Vậy là cái độ nhạy rất là cao, nhận màu vàng. Và cái nhẹ này nó khác một chút là nó cao hẳn lên, anh nhớ nhẹ nó cao lên này, và cái khung xương nó cao lên, và phần dán cái nhẹ loa là chìm dưới đấy, là một cái đẳng cấp. Và giữa cái nhẹ loa và cái màng loa được đổ một lớp keo rất chắc chắn, đảm bảo sử dụng lâu ngày nó không bị bong đó. Và rắc kẹp loa bằng inox rất khỏe và đẹp mắt, nên loa đẹp mà. Kể cả từ cái dây tai loa nó rất là sang trọng, được đắp lớp keo ngay trên màn rồi bắt loa. Về chiếc loa thì nó sử dụng một cái chiếc cái dòng này dòng từ Sennheiser mới nhá, dòng từ Sennheiser đấy. Vậy cái chiếc rất là êm tai, sâu tốp, lội chở tam ôm, USA. Và có nhìn cái phần mà ở lắp đậy cho cái quay nó rất là đẹp, hình kiểu quả khế, nhựa rất là đẹp nhá, nhựa cao cấp. Và rắc kẹp nó khác thường với những dòng loa bác đã xem rồi, đúng không? Nó có kiểu gì khác thường một chút đấy, khác thường rất đẹp. Phễu dày này từ 12 họng 4,4, từ 12 họng 4,4, một dòng loa chính hãng, chính ngạch vậy nhá, âm hay. Thùng gỗ rất là dày và toàn bộ ốc lục hết chôn vào loa đấy, hỗ trợ rắc cắm rắc ba chân, cái giá ba chân mà. Và đặc biệt các phân tần thì cái dòng loa sử dụng phân tần rất là to và dụng những linh kiện đắt tiền, tất nhiên Mỹ người ta làm thì đắt tiền rồi đấy. Phần tần rất là to nhé, màu xanh, sử dụng đến lúc là 3 điện trở, trong đó là 1 điện trở nhôm và 2 điện trở sứ, 3 cuộn cảm, 3 cuộn cảm, 2 cuộn lõi không khí và 1 cuộn lõi ferrit, và sử dụng liên tiếp liền là 4 tụ điện. Và do vậy là cái khả năng tính toán về âm sắc, về âm vực rất là đầy đủ. Thùng dày, và bác nhìn cái thùng nó thiết kế rất tốt này, tất cả những cạnh góc đều có miếng sắt vuông để ke tránh vỡ thùng và há thùng đấy. Một đôi loa như này em nghĩ là có giá là 12 triệu là rất là phù hợp cho tất cả những bác mà karaoke sử dụng dòng loa chính hãng, không lo gì với dòng loa nhái, loa fake, rồi loa loại mấy, đúng không? Loa hãng xin thưa các bác, nó chỉ có dòng model mới nhá, loa hãng nó không có loại mấy. Thì ngay bây giờ em mời các bác sẽ nghe một bản nhạc được test trực tiếp từ một đôi loa. Và em cũng xin được thông báo các bác, giữa loa và đẩy đã có combo nhé, loa và đẩy đã combo, cả đẩy và loa có giá là 17.800.000, bao ship cho các bác. Đẩy là 5.800.000, đẩy 2 kênh, có mặt phay nhôm rất đẹp các nhé, công suất là 605W một kênh. Và dòng đẩy này là chạy mạch class TD, mạch class TD là một trong những công nghệ mạch cao nhất bây giờ, cho âm thanh sạch sẽ, trong sáng và rất là ngọt các nhé. Thì dòng đẩy này là có giá 5.800.000, mạch class TD, công suất là 1.300W chia cho đôi kênh. Thì ngay bây giờ em sẽ test trực tiếp một cục đẩy đồng bộ với loa sâu tốp để các bác cùng nghe chất âm của nó như thế nào. Mọi thông tin mua sắm các bác liên hệ với em theo số điện thoại 0936 583 140. Em ra hàng Hàn Quốc. Các bác là những khách hàng đầu tiên khi mua đồng bộ thì vui lòng cọc cho em trước 1 triệu hơn 1 triệu. Và các bác muốn lắp đặt những cái bộ combo này cũng liên hệ với em theo số điện thoại 0936 553 140. Cái này nếu bác chỉ cần một cái vang 2.2 triệu, một cái lưng tiếng, một bộ mic thôi, thì bộ hát bác chỉ hơn 20 triệu thì bác sở hữu ngay một bộ nghe nhạc và hát hàng chính hãng. Do vậy rất an tâm trong quá trình sử dụng bác nhé, rất an tâm luôn. Rồi em mời các bác nghe một bài bản nhạc kịch trẻ nó cho nó hay đi, nó thay đổi không khí phong cách đi. Nếu một ngày em đừng cần những thứ cao xa, nếu sau này
Hãy subscribe.